What đứng đầu câu con? What gì? Sắp xếp nha. What did, đúng rồi. What did này, không có từ gì nữa. You này. Do này. What did you do? When? When. À đâu có you đâu. Có cô. Mọi người làm gì khi bạn ở đó thì đúng hơn. Cái chữ people, có chữ people kìa. Vậy what did people? What did the people? The people do when gì? Khi bạn ở đó, when gì? When you. Thường hai từ. What did the people do when you were there? When you were there. What did the people do when you were there? À, mọi người đã làm gì khi bạn ở đấy? Yeah. Câu này hơi khó tí, sang câu 2 thì dễ hơn. Câu 2 thì dễ hơn này. Sao con? Ừ, tôi đã đi thăm Đà Lạt với bố mẹ tôi, dễ quá. Đọc coi. Rồi, để cô in bài cho em con, nó suy nghĩ đi. Rồi, con đọc cho cô nào. Tôi. I visited nào. I visited. Đi thăm Đà Lạt. Visited gì? Đà Lạt. Với ai? Cô bí ngô. Bí ngô là gì cô? Cái đó phải bí ngô, cái đó là dưa hấu. Watermelon. Watermelon. Rồi. With my parent. With my parent. Ok. Tôi đi thăm Đà Lạt. Con đã đi thăm Đà Lạt với bố mẹ tôi. I visited Đà Lạt with my parents. Ôi dồi ôi, câu này dễ quá. Bạn nghĩ gì về cô Tấm? Bạn nghĩ gì về cô Tấm nào? What đầu tiên? Rồi con cứ viết đi. Cứ viết đi, chờ cô chờ. Mất công là không kịp. Con viết câu 2 không chưa? Ủa cô cái giếng là gì cô? Cái giếng là well. W-E-L-L. Nào what? What do you thinh ơ tấm cô ơi chim. Con chim hả? Bird. Được chưa? Rồi câu dưới thì dễ, ở trong bài học đấy. Cuộc sống ở miền quê thanh bình hơn là tôi mong đợi. The life in the countryside. Cô gợi ý the life in the countryside trước. The life in the countryside is more peaceful đó chứ. Peaceful than I expected. That I expressed it. Sao từ lượng số không được cô? Ra biệt. Sắp xếp lại như sao? Viết lại cho đúng này. Rồi. What gì? What gì con? Dễ quá. What gì? What the master with you. Tờ này sao? What's the master with you? Rồi câu số 6 là gì? Anh ấy thường xem phim hoạt hình trên TV. He often watch này. He often watch. Watch it.
cartoon on TV. He often watches cartoon on TV. He often watches cartoon on TV. Hey, cartoon, huh? Cartoon. He often watches cartoon on TV. Được chưa? Rồi sang câu 7, thời tiết ngày mai như thế nào? Bắt đầu với từ what? Tomorrow đừng quên câu. What will the weather? Cô ừ? Chữ là gì cô? Đâu? Cô thấy chữ à, viết chữ cô. Cái này cô cho con này. Đó. Ghi con này nè. Ghi lời. Cô cho con những thứ này để con suy ra. Dầu dầu này. Dưới, ở dưới cô ghi mấy chữ đây. Zip này. Không, cô ghi ở đây nè. Con tôm à? Cô đã cho con ba từ này bắt đầu chữ giờ. Giờ giờ thì con phải biết được viết chữ gì ra đây. Hiểu không? Như đây là chữ y, y, y thì viết y ra đây. Hai chữ y, một chữ hai, y thường. Đúng rồi, viết chữ bắt đầu thôi mà. Rồi, what will the weather be like tomorrow nào? What will the weather be like tomorrow? Câu số 8 là gì con? Tôi muốn quả táo. Ai gì? Ai would gì? Ai would like? Ai would like? An apple. Đấy. Xong.